Dạ vâng, xin chào toàn thể các bác và anh em đã trở lại với kênh Hương Giang Audio Xin chúc các bác và anh em xem video thật nhiều sức khỏe và bình an Thì lời đầu tiên cho em xin cảm ơn tất cả các bác và anh em đã tin tưởng và ủng hộ cho kênh Hương Giang Audio Và đặc biệt các bác và anh em đã đặt hàng dòng mic bayer vỉ tím đó là dòng mic S880U Thì cái dòng mic này thì bên em bán 10 bộ cho bác và anh em trong ngày hôm nay Thì mong rằng các bác và anh em nhận những bộ mic Bayer vỉ tím đời cao, tay đuôi chuột tay ra cá như thế này thì các bác và em nhận sẽ cảm thấy hài lòng về chất âm hay là chất lượng của dòng mic bayer chính hãng thì bên em là một cái đơn vị bán hàng bayer bãi chính hãng cho bác và em và dòng mic này tay mic của nó đẹp xuất sắc đẹp trên 90% mươi phần trăm nhé còn đầu thu thì do vận chuyển nó có kỳ cọ vào nhau nó có chút chảy sức nhẹ thì cái đó các bác và em thông cảm đầu thu thì nó do vận chuyển nó ít khi nó gói ghém cẩn thận nên là cái đầu nọ nó kỳ vào cái đầu kia nên là nó có chút chảy xước các bác nhé thì đây là bên mạch xịn của Bayer đấy bên mạch xịn của Bayer thì em đã giới thiệu và nói rất nhiều rồi đúng không ạ nên là các bác và anh em mua mic Bayer của bên em thì yên tâm về chất lượng hay là yên tâm về chế độ bảo hành thì chế độ bảo hành bên em là lỗi 1 đổi một trong vòng 3 tháng cho bác và anh em nhé thì dòng bayer này nó là dòng bio xịn nên là nó cho một cái chất âm rất hay nó không như những cái dòng mic bayer nhái thì khi các bác và anh em hát những cái dòng mic bay ơ nhái thì các bác và anh em biết nó sẽ có tạp âm rất nhiều không chất lượng và sạch tiếng như dòng mic bay xịn được thì cái lô mic này bên em về được 30 bộ thì ngày hôm nay em cũng bán được 10 bộ cho bác và anh em mong rằng các bác và anh em nhận những cái bộ mic bayer tay da cá đẹp như thế này các bác và anh em sẽ cảm thấy hài lòng về chất âm hay là chất lượng của nó thì dòng này nó có cảm biến tự ngắt và cảm biến gia tốc các bác nhé và đặc biệt dòng này chất âm rất nịnh tiếng Đấy, rất nịnh tiếng cho bác và anh em một hai một năm sáu bình một hai một năm sáu bình lên chất âm của nó rất dày dặn đều ba giải bát trung chép đấy thì uh, khi gửi cho bác và anh em là em đã khóa lại các bác và anh em không về không sử dụng được các phim bấm này khi nào các bác và anh em về sử dụng thì có thể là giữ cái uh, tam giác bên phải của cây nha đây là ba nút này là của cây nhà này còn ba nút bên này là của kênh b thì các bác và anh em một tay giữ phím này đấy, tắt nguồn đi nhá tắt nguồn đi tắt nguồn đi này. đấy xong xong một tay các bác và anh em giữ cái uh, phím tam giác bên phải của kênh nha đồng thời một ngón tay các bác và em bật nguồn lên là nó sẽ mở khóa các bác nhé đấy thì cái hướng dẫn mở khóa thì em đã hướng dẫn rất nhiều cho bác và anh em thì trước khi gửi đi cho bác và anh em là em đều khóa lại đầu thu vì các bác và anh em về chưa biết uh, uh, nút nào là nút nào các bác và anh em cứ ấn dí vào những cái nút uh, thay đổi tần số này thì nó sẽ bị sai tần số là nó sẽ không nói được các bác nhé khi cần thì các bác và anh em sẽ mở khóa ra để các bác và anh em có thể là thay đổi tần số hay là các bác và anh em có thể là tăng giảm âm lượng ở trên chức đầu thu đấy thì cái lô mic đuôi chuột này cũng là cái lô mic đuôi chuột là bên em đang còn còn những cái loại khác thì bên em đã bán hết rồi thì cái dòng đuôi chuột này là cái dòng mic mà được các bác và anh em ưa chuộng và được bán chạy nhất nên là các bác và anh em đang cần những cái bộ mic đuôi chuột đời cao Đấy, mặt của nó là mặt màu vàng và điểm nhấn của điểm nhấn của màu đen các bác nhé. rất hợp cho bác và anh em à, à, ghét giàn âm thanh. Các bác và anh em có thể là lựa chọn dòng Mic Bayer chính hãng để các bác và anh em chơi đúng không ạ? Nên là bác nào mà có nhu cầu gì Mic uh, Bayer, mã của nó là S880U. Các bác và anh em gọi điện trực tiếp vào số điện thoại của Hương Giang Audio theo số điện thoại là 09729 0979987696 các bác nhé. Rồi chân thành cảm ơn tất cả bác và anh em đã theo dõi video. Xin chào tạm biệt các bác.